Sau đây là bản tin của trường đại học Yatsen. Lộn nhạc rau, lộn nhạc rau. Ơ, nhạc gì thế này? Anh âm thanh ơi, anh âm thanh, anh âm thanh. Vâng, lần đầu tiên cho hai bé chúng mình xin kính chào quý khán giả vui tính nè, cùng tất cả những các bạn nhỏ xì tin với bản tin về chủ đề mô ha. Tin đầu tiên cũng là tin học đường, tuyển học sinh cũng là chuyện bình thường, vào mẫu giáo thì mới thật là đáng thương. Các học sinh phải thi tuyển vào trường, làm phụ huynh phải khổ sở thê lương, chạy điểm, chạy trường, chạy đủ mọi đường. Lại đâu đầu vấn đề tới sân chơi, và bé thì chẳng có nơi để mời, mà chơi game mới chơi sướng quá trời, chơi cả ngày em chẳng cần nghỉ ngơi. Em ơi em, sao em bỏ cuộc đời? Ôi em ơi, thất nghiệp em quá. Ủa anh ơi, nó đi vậy? Nó đi vậy? Nóng quá thầy ơi, nóng quá thầy ơi. Mùa hè đến sĩ tử càng thêm cực, lò điện thì thiếu cái nhiều lên như mực, trời nóng bức mà hồng như dâm dứt, chất lượng dạy làm sĩ tử hậm hực, biết bao giờ thì mới có chất lượng thiết thực. Ngày hôm qua cũng là ngày thứ ba, một em bé thả diều trên nóc nhà, và chuyện buồn rồi cũng đã xảy ra, đầu băng bó chân nó gãy lên ba. Trời ơi thương quá, thả diều nóc nhà không bé sao được. Trời ơi. Anh ơi, ba bắt em học hoài suốt ngày anh ơi. Trời ơi tội nghiệp em vậy. Tội nghiệp em quá. Yeah. Cứ đến hè bé chẳng vui gì cả. Mẹ 2K còn em phải học 3K. Tối cả tư thì em học ở nhà. Bố em bảo mặt mày giống ông già. Nhưng không sao, đã có tin dự báo, cơn gió Lào chẳng làm ta lao đao. Ngày nắng hè hãy cười lên đi nào, cùng đón chào những trò chơi thể thao, để thét gào cùng những bạn mẫu giáo. Hãy thả mình trong tuổi thơ ngày nào. Vâng, và Xem TV xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye nha, bye bye mẹ đẹp trai nha. Goodbye, I love you.